Rồi, chào mọi người. Thì nói về xu kỷ niệm á thì trên thế giới này rất là nhiều loại xu kỷ niệm. Khi các bạn biết về tiền kỷ niệm á thì đa số người ta chỉ quan tâm tới tiền giấy kỷ niệm thôi, nhưng mà đối với tiền xu á thì cái thế giới tiền xu nó còn nhiều hơn gấp 10 lần cái tiền giấy nữa các bạn. Đó, cho nên nhưng mà cái cái số lượng phát hành của những cái loại xu kỷ niệm á nó còn thấp hơn cả tiền giấy nữa. Tiền giấy có thể trên 10.000 á thì uh, nó là cái con số trung bình còn cái xuyên tiền xu á nó chỉ có khoảng dưới 10 ngàn hay là trên 10 ngàn thì thấy nó thấy, thấy nó hơi ít Dưới 10 ngàn thấy nó nhiều Đó Ở đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn là năm đồng xu kỷ niệm của nước Anh Thì cái năm đồng xu này á thì chất liệu bằng Niken. Niken thì các bạn biết rồi đó Nó lúc nào cũng ống ánh hết á Nó không phải màu bạc luôn Mà nó lúc nào cũng óng ánh nó cũng mới sáng rồi nè Rất là rõ và nó có khả năng chống chống xét chống chống chày luôn các bạn đó, đây là năm đồng xu, à, nói chung là nó rất là phổ biến, phổ biến nha, không có hiếm. Đây là xu kỷ niệm của nước Anh và phát hành vào một cái đại lễ nào đó. Đầu tiên tôi sẽ đi vào từng xu một cho các bạn xem nha. Đó, đây là xu à, kỷ niệm đám cưới của Thái tử Charles với lại công nương Diana. Thì đám cưới này được tổ chức vào năm 1981 Nhưng cái dịp đám cưới đó thì Ngân hàng Anh Ngân hàng Hoàng Gia Anh Đã phát hành ra cái đồng xu này Đồng xu này các bạn thấy Nó rất là dày nha các bạn Dày và nặng luôn Và nó không có mệnh giá Không có mệnh giá có nghĩa là không có cái Nó là giá trị bao nhiêu á Có nghĩa là như vậy nó sẽ không được sử dụng bên ngoài nó chỉ là kỷ niệm thôi Và nó chỉ đúc ra để bán cho những nhà sưu tầm Nói chung giá trị thì nó chỉ giá trị sưu tầm thôi Còn giá trị mà lưu hành thì nó không có Đó, Đồng xu này rất là đẹp Thì mặt trước là hình nữ hoàng Elizabeth đệ nhị Còn mặt sau là hình của thái tử Sát Lơ với lại công nương Diana Đó rất là dày nha các bạn các bạn đừng có lo những cái xu này giả tại vì cái loại này nó nhiều lắm nó không có uh, mắc gì là không có nói chung là làm giả không có đáng đúng không rồi đây là xu Elizabeth nè đề nhị nè các bạn lưu ý á, nếu mà các bạn chơi mà các bạn chơi dính cái loại xu bạc á, thì các bạn nên lưu ý là nó giả nhiều hơn những cái loại xu mà xu nickel này nè, hay là xu đồng tại vì bạc á, cái giá trị nó cao rồi để đúc xu thì nó còn cao hơn nữa và tất nhiên á thì những cái loại đó những cái loại xu nào mắc tiền á nó mới là đối tượng để mà làm giả còn những cái xu mà bình thường á không có ai rảnh để làm giả làm gì các bạn rồi đây là cái là kỷ niệm 25 năm à... đám cưới của nữ hoàng Elizabeth và vương tế Philip nữ hoàng là người đứng đầu của vương quốc Anh thì chồng của nữ hoàng thì người ta gọi là vương tế chứ không phải là hoàng tử hay cái gì hết, gọi là vương tế nha. Đó cho nên là nhưng cái dịp mà đại lễ kỷ niệm 25 năm á ở bên bển gọi là jubilee á. Silver jubilee, silver có nghĩa là đại lễ bạc. Còn ruby, ruby jubilee á có nghĩa là đại lễ hồng ngọc á là tượng trưng cho kỷ niệm 40 năm. Còn Golden Jubilee là đại lễ vàng kỷ niệm 50 năm. Emerald là đại lễ của hồng ngọc các bạn. Ngọc lục bảo chứ, ngọc lục bảo là 55 năm. Còn Diamond Jubilee là đại lễ kim cương, 60 năm. Sapphire là đại lễ sapphire là kỷ niệm 65 năm còn platinum là đại lễ kỷ niệm 70 năm là đại lễ bạch kim mới gần đây của nữ hoàng Elizabeth. Đó. Đại lễ 70 năm lên ngôi của nữ hoàng Elizabeth thì chắc chắn sẽ có một cái đồng xu của đại lễ bạch kim sẽ ra đời. Rồi, còn đây là đây cũng là một cái xu kỷ niệm nữa các bạn. Nhưng mà đây là xu tưởng niệm chứ không phải xu kỷ niệm nữa. Tưởng niệm tổng à, thủ tướng Churchill thì ông và bạn nào mà các bạn hay đọc về chiến tranh thế giới thứ hai á thì các bạn sẽ biết là ông này ông thủ tướng nổi tiếng như dưới, dưới thời đó thủ tướng Churchill thì nhờ các ông này lên đó thì cho nên uh, hải quân của đức quốc xã thì không có thể nào làm chủ cái vùng biển ở bên nước anh được mặc dù nó đã quanh kích một phần của london ông Churchill này cũng là một người rất có tầm ảnh hưởng nhất trên thế giới và cũng rất là nổi tiếng nha cho chiều, Thủ tướng cho chiều là xu tưởng niệm nha. Tại sao không phải là xu kỷ niệm mà gọi là xu tưởng niệm? Tại vì cái năm này nè là cái năm ổng mất nè. 1963 65. Thì người ta mất rồi người ta mới đút cái xu ra. Kỷ niệm cuộc đời hay gì mà nói kỷ niệm cái là xu tưởng niệm, xu tưởng niệm nha. Cho chiều. Cũng rất là dài nha các bạn. Đó, còn đây là um đại lễ Silver Jubilee hồi nãy mình có nói đó Silver Jubilee là kỷ niệm 25 năm lên ngôi của nữ hoàng Elizabeth cái xu này các bạn gặp rất là nhiều luôn các bạn mình chắc chắn luôn mấy bạn nào, ở bên nước ngoài các bạn sẽ thấy rất là nhiều đây là đại lễ lên ngôi của nữ hoàng 25 năm nha kỷ niệm 25 năm bà là hiện tại là nữ vương à, tại vị lâu nhất thế giới rồi các bạn đó còn đây là xu Queen Elizabeth The Queen Mother Có nghĩa là mẹ của nữ hoàng Mẹ của nữ hoàng mình gọi là vương mẫu Vương mẫu 1980 À ở đây xu nó không có ghi đầy đủ lắm Thì đây Đây là xu kỷ niệm 80 năm tuổi của Vương mẫu Elizabeth Vương mẫu Elizabeth đệ nhị làm là mẹ gọi là Elizabeth. Đó, bà sinh năm 1900 thì đến năm 1980 là cũng ta thọ 80 tuổi rồi các bạn giống như đặc xu này là xu mừng thọ đó các bạn dạng như vậy đó là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 hay là mừng thọ lần thứ 80 tuổi đó thì hiện tại bà đã mất rồi đó. rồi đây là năm xu rất là phổ biến nha các bạn các bạn rất là dễ mua dễ tìm dễ chơi với lại cái xu này nó có chất lượng nó rất là đã luôn các bạn cầm là một là nặng là hai lần là nào nó cũng bóng hết đó cái thứ ba là nó đẹp cầm nó sướng lắm đó, nó rất là dày vậy các bạn bạn nào mà thích chơi xu thì cái bộ năm xu này thì rất là đáng luôn các bạn nó đáng ở chỗ là bây giờ hiện tại nó đang nhiều thì các bạn có thể sưu tầm được chưa vài năm sau mình không biết đó là nó còn bao nhiêu tiền nữa thôi sẽ nó, nó sẽ ít hơn và hiện tại đặc biệt trong cái năm xu này á thì cái xu này bây giờ nó ít là ít rồi nè đám cưới của công đương Diana là xu này hiện tại là nó ít rồi nè còn bốn xu này thì nó hiện tại nó đang nhiều á đó, các bạn muốn sưu tầm thì các bạn cứ lấy bốn xu này trước hay là một bộ nhưng mà có có cái xu này các bạn cứ lấy luôn đi nha đó, tổng cộng là năm xu rồi đây là địa chỉ và số điện thoại của mình Các bạn muốn mua xu hay gì các bạn cứ liên hệ với mình